Em đang bị dưỡng da. Ở đây là bánh mì 15k ngổ nè. Này là chị Tâm, trợ lý đất thực đất lục của Lily. Xe mẫu 20 là mẫu 20 rồi, quầy xe 4 mẫu rồi 60 với 45 và đủ này chứ. Rồi mẫu 20 nè, mẫu 20 nè, à đó là mẫu 20. Cảm em bữa nay chị thấy em trước chị đây chị. Bốn mẫu à, của chị 4 mẫu 60 thôi chị ơi. Dạ cầm tiền dưới đi anh. Dạ làm không kịp á, bánh mì cô chú tới để thưởng thức á. Buổi sáng ớt nè của ai đó. Chị có ớt không mà. Ơi chú. Rồi hai ổ có ớt nè. Chú hai ổ có ớt hả chú? Đây là cái gì? Ai ăn ớt la lên mới bỏ nha, còn bình thường không bỏ đâu. Chị nè, cái chị 15. Hai xem 100.000. Đặt luôn. Con trai mấy ổ con trai? Dạ hai ổ. Đây, hai ổ ba. Trong hai trong đây. Trong hàng hai trong đây có ớt. Hai ổ mì quá không chị? Làm gì thế chị? Của con ổ 15.000. Dạ hai ổ. Hai ổ ha. Có ớt để mà. Để con trai thêm ổ nữa đi. Thông cảm xíu dạ. Không phải bận nữa anh ơi. Thôi đừng có chuyện đi. Đừng có chuyện bán dưới thì đừng có chuyện đi. Dạ có là chưa lên máy bay vô gần bả nha. Ờ. Máy bay chính xác bả luôn á chịu nha. Mai là hai bên tận mấy em hỏi mày đi đâu quay chứ. Ngày nào quay là ăn ổn. Mày đâu quay là không kịp luôn. Mà muốn đụng cái tay luôn nè.
lấy dưa lấy ớt hai chục vậy vậy cô nghe con. Anh ra này ở 20 phải không? Rồi 15 rồi. 15 mà anh. Hai ba tuần ăn lần mà lần ăn có ổ 15 mà. Ổ chen ổ phải không? Để hai chục lấy dưa. Vậy 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 con nghe. Rồi 15 của anh trai. Nhộn nhịp quay heo quay buổi sáng của chị Mai. Khách xếp hàng dài để chờ thưởng thức bánh mì heo quay. Bánh mì heo quay chỉ 15k thôi vô cô chú à. Rất là bình dân. 15k. Dạ. Dạ. Đồng nhạc luôn. Dạ dạ nghe nghe con. Nghe rồi từ từ cô ơi đừng có nói nữa thôi. Bà con ta lộn xộn với cô. Bà con mở cơm không kèm luôn à. Cái gì thông cảm giùm xíu đi. Dạ có ai có ớt nè lên tuyết. 15 ba rọi 320 một ký. Cái gì vậy? Người ta ăn ớt á cô. Dạ 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 dạ. Sao thấy cô quăng tiền tùm lum vậy? Nè cô ơi, cái đó là có ớt. Cái này 15 ngàn của ai nè? Vậy cái gì? Một ổ không chưa? Được đi, chú lấy gì chú? Một ổ không rau không ớt. Do cô chú nào cũng bằng đi làm á, tranh thủ tấp vô là bánh mì là đi liền. Chị không dưới nửa ký heo quá không? Không ra con bớt đi xuống trước đi rồi chị nửa ký heo chứ chợ. Tại nghe nói không vừa. Bốn mẫu. Nửa ký chị chặt không? Chặt cái này nhỏ luôn. Nó làm tiệm luôn tay luôn tay lỗ sáng luôn. Bây giờ vô mắt rồi. Cô
không trang quá không? Rồi không trang hết. Rồi 20 cô nè. Lily kéo cái miếng này qua thằng Bang Lily đó. Đúng rồi đây quay lại này, không có thời gian lên theo quay nữa mà có bữa tấp nập luôn. Nhiều lúc cô chú tới đi làm á. Giờ chặt xong rồi bắt đầu là với trộn đủ thứ vô nè. Là xá xíu nè, ba rọi mỡ nè, ba rọi nè, thịt đùi nè. Dạ, để làm bánh mì ạ. Thank you.
gì không lạ? 32 ngàn 1 lạng, cái này là 7 lạng rưỡi của con, là con lấy chú 220 thôi. 7 lạng rưỡi ăn chưa? Miếng 3 lạng, 1 miếng 3 lạng, hôm nay con cân chưa chút xíu rồi. Chưa có nửa lạng à. 700 rưỡi à. Nhiêu? 220. 3 mấy đã. Em 2 ổ miền, có 2 cục 2 ổ ớt. Chú còn 220, chú 2 cục nữa. 38 ngàn. Mì heo quay bán không kịp luôn, chặt luôn. Hai ổ. Chặt tiếp nè, chặt tiếp xong rồi.